Chào các bạn, để tiếp tục trong phần bài học này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thao tác là bố cục cái logo lên trên cái banner của chúng ta. Thì trong các cái sản phẩm thiết kế banner thì bao giờ nó sẽ có cái logo của nhà sản xuất hay là logo của sản phẩm. Vì thế là chúng ta sẽ phải thực hiện những cái thao tác là điều chỉnh, chỉnh sửa cái logo đó. Với cái tình huống bài tập mà mình đưa ra ở đây thì cái logo của chúng ta là một cái đối tượng mà nó được vẽ trên phần mềm máy Illustrator hay nó là một cái đối tượng đồ họa vector. Chính vì thế là khi các bạn mở trong cái thư mục hình ảnh mà mình đính kèm trong file bài tập thì bạn thấy nó có một cái logo thì bạn thấy là nó có một cái file logo là dưới dạng cấu trúc uh, Illustrator. Bạn kích đúp để mở cái phần mềm máy Illustrator ra và bạn thấy đây mình có sẵn một cái file đã được vẽ ra cái logo đó dưới dạng cấu trúc vector. Bây giờ mình sẽ đưa đối tượng vector này sang Photoshop bằng một cách thao tác đơn giản là bạn chọn công cụ selection, sau đó khua con chuột để chọn đối tượng đó, các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl C trên bàn phím. Ta di chuyển sang phần mềm Photoshop và ta ấn lệnh paste. Khi mà lệnh paste hiển thị ra thì các bạn lựa chọn tính năng là smart object. Sau đó là chúng ta điều chỉnh cái kích thước của cái layer logo đó. Làm sao cho nó hợp lý với bản thiết kế? Các bạn ấn enter. Với cái logo mà ta có ở đây, nó là một cái đối tượng vector mà chưa được xử lý hiệu ứng gì cả. Thành ra là trong cái phần này các bạn sẽ thực hiện những cái thao tác là điều chỉnh cái hiệu ứng dành cho cái layer này bằng các cái thuộc tính layer style mà chúng ta đã học ở các bài trước. Trong trường hợp này thì mình sẽ không thao tác lại các layer style đó nữa mà các bạn có thể mở file bài tập gốc tức là file bài tập mẫu project 10 banner game sau đó các bạn copy cái thủ tính layer style và chúng ta nghiên cứu lại xem là với cái chữ này thì mình đã thực hiện những cái thao tác layer style nào các bạn coi như đó là một cái yêu cầu trong phần bài tập này chúng ta sẽ phải ôn tập lại các cái kỹ thuật xử lý layer style trên một layer hình ảnh ở đây thì mình có những layer hiệu ứng như là layer stroke để tạo đường viền, layer inner glow để tạo cái hiệu ứng phủ vào bên trong nhòe vào bên trong, layer gradient là để tạo tô màu cho cái hình ảnh đó và layer outer glow tạo cái hướng tỏa ra phía bên ngoài, Tàn, tất cả thì chỉ đều là những cái hiệu ứng rất là căn bản thôi và cho nên ở đây là mình muốn là các bạn sẽ xử lý cái đó giúp mình tiếp theo thì mình sẽ di chuyển sang cái file hiệu ứng là lighting một và bạn thấy ở đây ta có một cái hiệu ứng lighting ánh sáng để ta chèn vào cái logo sao cho trông nó đẹp mắt mình sẽ kéo cái đó sang file thiết kế của chúng ta để vào vị trí mà các bạn muốn tạo hiệu ứng nếu như các bạn thấy kích thước nó lớn quá thì ở đây khi có một cái sự chú ý mà lúc bài trước mình quên chưa nhắc các bạn là các cái hiệu ứng lighting này thì chúng ta đều có nó trên một cái nền đen vì thế khi sang photoshop vì thế khi mà chúng ta đưa sang đây muốn tạo ra cái hướng mà hòa trộn thì ta sẽ sử dụng cái nhóm hòa trộn là screen để loại bỏ cái nền đen và ta giữ lại cái hình ảnh lighting là màu trắng. Bạn sẽ có một cái hiệu ứng ánh sáng nó đặt ở đây. Bạn giữ phím an trên bàn phím hoặc ấn Ctrl J để nhân đôi cái layer flare đó ra. Rồi ta thực hiện thao tác là Ctrl T. Các bạn có thể sử dụng lệnh xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ hoặc là chúng ta có thể thực hiện thao tác xoay bằng cách đưa con chuột ra ngoài này ta xoay cũng được. Sau đó là ta giữ phím an shift và ta thu nhỏ cái hiệu ứng ánh sáng đó đi để nó vào đúng cái phần chữ o của chúng ta ở kia. Các bạn cũng có thể transform để làm nhỏ bớt cái ứng lighting. nằm ngang để ta có được cái kết quả nó phù hợp với cái bản thiết kế. Sau đó là chúng ta có thể thực hiện thao tác là để cho những cái đối tượng này nó luôn đi cùng với nhau thì các bạn có thể chọn ba cái layer đó và ta thực hiện thao tác là link các layer lại thì tất cả những cái thao tác này chúng ta đều đã học trong chương trình vậy là ta đã đưa được cái logo sang đây tạo một số các hiệu ứng lay style và tạo thêm một cái kỹ thuật ánh sáng cho nó thì trong quá trình thiết kế thì các bạn nhìn thấy là đối với một cái banner thì logo nó thường hay được đặt ở các vị trí góc trên bên trái vì như vậy đấy là cái vị trí mà nó sẽ là cái điểm vào cho thị giác khi mà xem một cái sản phẩm như thế này cho nên là trong thiết kế thì chúng ta thường ưu tiên việc đặt logo ở các cái góc trên phía bên trái này tuy nhiên là nó cũng không phải là đúng cho mọi tình huống nhưng mà phần lớn sẽ là như vậy ở bài học kế tiếp thì chúng ta sẽ tiếp tục đưa vào cái phần chữ nội dung cho cái khẩu hiệu hay là cái thông điệp của cái banner đồng thời là tạo ra các background trang trí cho phần chữ đó cũng như là học cách biên tập chữ. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.